tiền. Chào các bạn, hôm nay công ty DK Sài Gòn chúng tôi xin giới thiệu các bạn một mẫu keo thế hệ mới PVF film của công ty chúng tôi vừa mới nhập về. Và đây là một cái cuộn PVF film thế hệ mới dùng chuyên dụng bảo vệ cho các bề mặt của ô tô, và ngoài ra có thể là cũng dán được cho các thiết bị của chúng ta như là laptop, điện thoại và máy tính bảng, bảo vệ các bề mặt chống trầy xước. Và đây là nguyên một cái cuộn keo đó là công ty chúng tôi vừa mới nhập về luôn. Thì với cái độ dài là 1m53 thì có thể kéo ra chiều dài là tới 15m. Và bây giờ mình sẽ gỡ thử ra cho các bạn xem bên trong cái cuộn keo này nó ra sao. Cuộn keo này là được nhập khẩu chính từ nhà máy và chuyên sản xuất về cái màn keo bảo vệ này. Và đây là cái cuộn keo PVF này. Thì cái loại của nó là loại trong suốt hoàn toàn. Mình sẽ gỡ thử cho các bạn xem. Trong suốt và rất là bóng nha các bạn. Keo PVF này thì các bạn, nhiều bạn thì cũng chưa biết về nó, cái tính năng mà bảo vệ của nó như sao. Thì mình sẽ mô tả cho các bạn hiểu về cái loại PVF là gì. Keo PVF này là một loại keo cao cấp thế hệ mới, thì có thể là dùng bảo vệ các bề mặt sơn, như là sơn của xe hơi, xe máy và các thiết bị bề mặt màu của các laptop, điện thoại. Và đặc biệt là cái PVF này là có thể là chịu được nhiệt độ ngoài trời rất là cao, có thể là chịu được tới âm 40 độ và có thể là chịu lạnh rất là tốt. Và cái loại PVF này thì có thể là dán trên được tất cả các bề mặt, gồm bề mặt phẳng, bề mặt gồ ghề gì là chúng ta có thể là đều dán được hết. Và bây giờ mình sẽ cắt thử ra cho các bạn coi. Mình sẽ để cái này qua một bên, review kỹ cho các bạn xem. Và đây là cái keo PVF thế hệ mới bên công ty mình vừa mới nhập về. Thì các bạn kia, các bạn nhìn vô thì nó rất là bóng. Và đây là cái loại keo PVF này thì nó có tới công dụng là tới 3 lớp và chịu được độ co giãn rất là cao. Mà mình sẽ gỡ thử ra cho các bạn xem luôn. Chịu được sự độ co giãn rất là cao luôn. Gồm 3 lớp. Và khi các bạn dán vô thì bụi bẩn sẽ khó bám vào và lau chùi cũng sẽ rất là dễ. Và độ dày rất là cao. Độ chống chảy xước. Bây giờ mình sẽ thử, mình lấy một cái vật nhọn gì đó mình đâm thử vào luôn cho các bạn coi, thì coi cái tấm này nó hiệu quả ra sao ha. Này, các bạn nhìn rõ, bên này mình ấn rất là mạnh luôn á, mà nó không lủng luôn á. Và tiếp theo mình sẽ ấn thử rất mạnh thêm lần thứ hai nữa. Vì nó có gồm 3 lớp chống chảy rất là tốt. Các bạn thấy mình ấn rất là mạnh vô luôn, nhưng mà cái kia đút thì nó sẽ dính lại ha. Và tiếp theo mình sẽ thử cái độ mà dai của nó, coi cái tấm này nó chịu được tới đâu. Mình kéo thử luôn.
đây là mình kéo rất là mạnh luôn á, mà các bạn thấy không, nó rất là dai nên nó sẽ bảo vệ rất là tốt cho các cái bề mặt mà thiết bị của các bạn luôn, không có sợ mà chày gì hết. Và cái nữa là cái keo này thì mà khi các bạn sử dụng thì cái độ bền của nó rất là cao, có thể là lên tới 1 tới 2 năm và chịu được cái nhiệt độ ngoài thời tiết của Việt Nam mình rất là tốt. Gồm 3 lớp bảo vệ. Và đặc biệt là cái giá cả của nó thì rất cao, là phải chăng thôi, không có quá đắt đâu. Để truy cập các bạn có thể tham khảo trên cái website Đài Can Sài Gòn của chúng tôi, là để biết thêm về cái thông tin của cái chất liệu keo PPF thế hệ mới này. Runway. Style. Fame.